Cô chào các em, rất vui khi gặp lại các em. Ở tiết trước thì cô có giao bài tập về nhà cho các em giải. Bây giờ trước khi vào bài mới thì các em mở vở bài tập ra, cô sẽ hướng dẫn các em sửa một số bài tập. Trước tiên chúng ta sửa câu C6 trang 59 sách giáo khoa. Trong câu này yêu cầu tìm hiểu cấu tạo và hoạt động của một cái chiếc đèn pin dạng ống tròn. Chúng ta thấy trong một cái chiếc đèn pin thì gồm có pin nè, hai viên pin, công tắc, bóng đèn và một cái pha đèn, đó chính là một cái gương cầu lõm. Chúng ta trả lời câu A. Nguồn điện gồm có mấy chiếc pin đây các em? Nguồn điện gồm có hai chiếc pin mắc nối tiếp với nhau. Ký hiệu nào cho trong bảng tương ứng với nguồn điện này? Thì chúng ta đã học ký hiệu rồi, ký hiệu hai pin mắc nối tiếp. Cực dương của nguồn được lắp về phía đầu hay phía cuối của đèn pin? Về cực dương của nguồn, như vậy thì cực dương của nguồn được lắp về phía phía đầu của đèn pin. Câu B, yêu cầu các em vẽ sơ đồ mạch điện của đèn pin và dùng mũi tên ký hiệu chiều dòng điện chạy trong mạch và khi công tắc đóng. Yêu cầu chúng ta vẽ công tắc đóng. Thì trước tiên chúng ta vẽ pin, gồm hai pin mắc nối tiếp, vẽ theo ký hiệu. Bên phải vẽ một cái bóng đèn và phía trên chúng ta vẽ một công tắc đóng. Chúng ta dùng thước nối các ký hiệu này lại tạo thành một cái mạch điện kín, có hình có dạng như là hình chữ nhật. Rồi, cuối cùng chúng ta sẽ vẽ chiều dòng điện. Chiều dòng điện là chiều đi từ cực dương nè, qua dây dẫn qua thiết bị điện về cực âm của nguồn điện. Bài 3 trang 9 trong đề cương. Chúng ta quan sát hình 2. Yêu cầu là gì? Vẽ thành sơ đồ mạch điện bằng các ký hiệu. Đây, ắc quy. Ắc quy thì tương ứng với một pin. Và ở nhánh dưới chúng ta thấy công tắc này là công tắc đóng, bên phải công tắc là một cái bóng đèn. Chúng ta cũng dùng thước nối các thiết bị này lại tạo thành một cái mạch điện kín. Câu B, xác định chiều dòng điện chạy trong sơ đồ mạch điện vừa vẽ. Thì chúng ta từ cực dương chúng ta vẽ chiều dòng điện của mũi tên hướng ra ha. Tương tự bài 8 trang 10 trong đề cương. Vẽ sơ đồ mạch điện gồm nguồn điện, hai pin mắc nối tiếp, một công tắc K, bóng đèn, dây dẫn. Sau đó vẽ các mũi tên dọc theo dây dẫn để mô tả chiều dòng điện trong mạch. Thì ở trong cái bài này thì các em đặt các thiết bị điện đó ở vị trí tùy thích. Nguồn điện hai pin mắc nối tiếp, một công tắc K, một bóng đèn và các dây dẫn. Nối các thiết bị lại thành một mạch điện kín. Sau đó vẽ mũi tên. Mũi tên thì chúng ta vẽ từ cực dương, chúng ta vẽ mũi tên hướng ra và đi qua dây dẫn qua thiết bị về cực âm. Tương tự bài 9 trang 10 trong đề cương. Các em quan sát hình 6. Em hãy vẽ sơ đồ mạch điện tương ứng với mạch điện trên khi đèn sáng và ký hiệu chiều dòng điện chạy trong mạch. Vậy trong sơ đồ này chúng ta gồm có nào, một pin, một viên pin, một công tắc và hai bóng đèn. Hai bóng đèn này mắc liên tiếp với nhau. Như vậy chúng ta vẽ một viên pin nè. Rồi bên trái viên pin là một công tắc, nhánh trên thì gồm có hai cái bóng đèn. Sau đó chúng ta nối lại tạo thành một cái mạch điện kín. Rồi, tương tự vẽ mũi tên chiều dòng điện chạy trong mạch. Câu B, nêu quy ước chiều dòng điện chạy trong mạch. Thì quy ước chiều dòng điện chạy trong mạch đó là chiều từ cực dương qua dây dẫn và các dụng cụ điện tới cực âm của nguồn điện. Như vậy chúng ta thấy có điện thật tuyệt vời đúng không các em? Nhờ có dòng điện mà nó giúp ích cho chúng ta
trong cuộc sống và trong sinh hoạt hàng ngày. Tuy nhiên, những bên cạnh những cái lợi ích của cái dòng điện đó thì nó cũng có những cái tác hại nữa đó các em. Thì bài hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em tìm hiểu về các tác dụng của dòng điện. Bài hôm nay thì chúng ta sẽ học hai bài, bài 22 và bài 23. Đó chính là tác dụng nhiệt, tác dụng phát sáng, tác dụng từ, tác dụng hóa học và tác dụng sinh lý của dòng điện. Các em ghi tựa bài vào. Một La Mã, tìm hiểu về tác dụng thứ nhất, đó chính là tác dụng nhiệt. Câu C1, hãy liệt kê các dụng cụ thiết bị sử dụng điện thường dùng được đốt nóng khi có dòng điện chạy qua. Thì cô cho một số cái thiết bị điện như là nồi cơm điện nè, bếp điện, bàn là điện, máy khoan, ấm điện, mỏ hàn, máy xay sinh tố, quạt điện. Trong các thiết bị điện này, em hãy tìm những cái thiết bị sử dụng điện nào thường dùng được đốt nóng khi có dòng điện chạy qua. À, những thiết bị thường dùng được đốt nóng khi có dòng điện chạy qua đó chính là nồi cơm điện, bếp điện, bàn là điện, ấm điện và mỏ hàn. Thì chúng ta thấy khi có dòng điện chạy qua sẽ làm các dụng cụ điện này bị nóng lên. Các em quan sát, đây chính là một cái bóng đèn dây tóc. Cho cô biết cấu tạo của bóng đèn dây tóc. Thì cấu tạo thứ nhất, đây nè, chính là dây tóc của bóng đèn và bóng thủy tinh, cuối cùng là đuôi đèn. Câu C2, hãy lắp mạch điện như sơ đồ hình 22.1. Các em quan sát sơ đồ hình 22.1 gồm có pin, công tắc, bóng đèn. Chúng được nối với nhau bởi các dây dẫn tạo thành một cái mạch điện. Và đây là các thiết bị thực tế. Và các em lưu ý, tuy là trong mạch điện người ta vẽ một pin, nhưng mà khi lắp thực tế thì cái số lượng pin này nó phụ thuộc vào cái số volt ghi trên bóng đèn. Và các em lưu ý, khi mắc thì chúng ta phải mắc cái nguồn điện có số volt phải phù hợp với cái số volt ghi trên bóng đèn, không được lớn hơn. Nếu như số volt của nguồn điện lớn hơn số volt ghi trên bóng đèn thì lúc này nó sẽ làm cho bóng đèn này bị hỏng. Ở đây bóng đèn của cô là nó có số volt tương ứng với 3 V, tương ứng với hai pin là 3 V thì cô sẽ sử dụng hai pin. Rồi chúng ta dùng dây dẫn mắc vào. Rồi cực dương của pin nối với công tắc. Công tắc nối với một đầu bóng đèn và đầu còn lại bóng đèn nối với cực âm của nguồn. Sau đó chúng ta đóng công tắc lại thì bóng đèn sẽ sáng. Các em trả lời câu A, khi đèn sáng, bóng đèn có nóng lên không? Dĩ nhiên là nóng rồi, đúng không nào? Khi đèn sáng, bóng đèn nóng lên. Bằng cách nào để xác nhận điều đó? Nếu như mà bóng đèn to thì chúng ta có thể dùng nhiệt kế để đo, còn nếu như bóng đèn nhỏ thì chúng ta có thể dùng tay để sờ vào để nhận biết là khi đèn sáng, bóng đèn nóng lên.
Bộ phận nào của đèn bị đốt nóng mạnh và phát sáng khi có dòng điện chạy qua? Đây, các em quan sát. Đây là hình vẽ phóng to của bóng đèn khi nó sáng. Các em thấy khi bóng đèn sáng thì dây tóc bóng đèn sẽ nóng lên và phát sáng. Nào. Khi có dòng điện chạy qua, dây tóc bóng đèn bị đốt nóng mạnh và phát sáng. Và chúng ta biết nhiệt độ của dây tóc khi nóng sáng là khoảng 2.500 độ C. Đây là bảng nhiệt độ nóng chảy của một số chất như wolfram. Là có nhiệt độ nóng chảy là 3.370 độ C. Thép là nhiệt độ nóng chảy 1.300 độ C. Đồng nhiệt độ nóng chảy là 1.080 độ C. Và chì nhiệt độ nóng chảy là 327 độ C. Như vậy, theo em, dây tóc bóng đèn được làm bằng chất gì? Chúng ta thấy nè, trong các chất ở trên bảng này thì chỉ có wolfram là có nhiệt độ nóng chảy lớn hơn nhiệt độ của dây tóc bóng đèn khi nó sáng bình thường. Như vậy, dây tóc bóng đèn được làm bằng wolfram. À, vậy tại sao dây tóc của bóng đèn thường được làm bằng wolfram các em? Cô mới nói đó. Bởi vì nhiệt độ nóng chảy của wolfram là 3.370 độ C, lớn hơn nhiệt độ của dây tóc bóng đèn khi đèn sáng bình thường khoảng 2.500 độ C. Do đó dây tóc bóng đèn phải được làm bằng dây wolfram. Các em hoàn thành kết luận cho cô. Dòng điện chạy qua dây tóc bóng đèn làm dây tóc bóng đèn nóng tới nhiệt độ cao và phát sáng. Vậy theo em thì tác dụng nhiệt của dòng điện là có lợi hay có hại? À, tác dụng nhiệt của dòng điện nó vừa có lợi và vừa có hại. Vậy có lợi trong những trường hợp nào nè? Có lợi có nghĩa là khi dòng điện đi qua thì ta cần vật dẫn đó nóng lên. À, ví dụ trong sinh hoạt của mình thì ấm điện nè, à, chúng ta cần nó nóng lên để đun sôi nước. Bàn là điện cũng vậy, cần nóng lên để mà ủi quần áo cho thẳng. Lò vi sóng tương tự, lò vi sóng, bếp điện, nồi cơm điện cũng thế, cũng cần nó nóng lên để phục vụ trong sinh hoạt của chúng ta. Đây cũng là những cái lợi của tác dụng nhiệt của dòng điện. Trong sinh học thì nó dùng để sưởi ấm nè, đèn để sưởi ấm vật nuôi, hoặc là dùng để ấp trứng, hoặc là sưởi ấm cho chúng ta. Bên cạnh đó thì nó cũng có tác hại. Hại đó là gì? Là khi dòng điện đi qua, ta không cần vật đó nóng lên nhưng nó vẫn nóng lên. À, ví dụ như là đối với quạt điện, máy khoan, máy xay sinh tố, máy bơm nước, tivi. À. Đó, đây là những cái vật mà chúng ta không cần nó nóng lên nhưng khi dòng điện chạy qua nó vẫn nóng lên. Vì vậy tác dụng nhiệt trong trường hợp này nó là có hại. Đối với bóng đèn chiếu sáng cũng vậy, nếu như chúng ta ứng dụng bóng đèn này dùng nó để chiếu sáng thì nó nóng lên, đó là có hại. Vậy nguyên nhân dòng điện gây ra tác dụng nhiệt đó chính là do các vật dẫn có điện trở. Điện trở chính là cái đại lượng mà cản trở dòng điện đi qua. Thì lúc này nó sẽ làm tỏa nhiệt trên dây dẫn. Làm cho dây dẫn nóng lên, cho vật dẫn nóng lên. À, và để giảm cái tác dụng nhiệt đó thì người ta làm dây dẫn bằng chất có điện trở suất nhỏ. Thì ngày nay người ta đang cố gắng sử dụng các vật liệu siêu dẫn. Thì vật liệu siêu dẫn thì cái điện trở suất của nó bằng không. À, cái đó điện trở bằng không. Câu C2. Các em quan sát thí nghiệm. Trong thí nghiệm này thì gồm có nguồn điện.
công tắc, cầu chì, dây sắt AB và các mảnh giấy nhỏ. Em hãy dự đoán xem có hiện tượng gì xảy ra đối với các mảnh giấy khi ta đóng công tắc. Rồi các em quan sát nè. Quan sát đối với các mảnh giấy khi cô đóng công tắc. À, các mảnh giấy này như thế nào các em? Các mảnh giấy này bị cháy và rơi xuống. Vậy dòng điện đã gây ra tác dụng gì với dây sắt AB? Nó gây ra tác dụng nhiệt làm cho dây sắt AB nóng lên. Các em hoàn thành kết luận cho cô. Vậy khi có dòng điện chạy qua, các vật dẫn bị nóng lên. Rồi, các em hoàn thành kết luận này cho cô. Dòng điện đi qua mọi vật dẫn thông thường đều làm cho vật dẫn nóng lên. Nếu vật dẫn nóng lên tới nhiệt độ cao thì nó phát sáng. Các em ghi bài vào. Câu C4. Nếu trong mạch điện với dây dẫn bằng đồng có nối xen một đoạn dây chì, gọi là cầu chì, thì trong một số trường hợp do tác dụng nhiệt của dòng điện, dây dẫn có thể nóng lên trên 327 độ C. Hỏi khi đó có hiện tượng gì xảy ra đối với đoạn dây chì và với mạch điện? Đây, các em quan sát lại bảng nhiệt độ nóng chảy của một số chất. Và chúng ta lưu ý là nhiệt độ nóng chảy của dây chì là 327 độ C. Như vậy trong mạch điện có cầu chì và khi dây dẫn nóng lên trên 327 độ C thì lúc này hiện tượng gì xảy ra đối với dây chì đây các em? Khi đó thì dây chì sẽ bị nóng chảy và bị đứt. Mạch điện lúc này bị hở, tránh hư hại và tổn thất có thể xảy ra cho mạch điện, cho các thiết bị điện trong gia đình. Rồi chúng ta tìm hiểu sang tác dụng thứ hai, đó là tác dụng phát sáng. Thì cái phần tác dụng phát sáng này thì các em tự đọc trong sách giáo khoa. Ở đây cô chỉ hướng dẫn cho các em một số ý chính này. Về bóng đèn của bút thử điện. Đây, các em quan sát. Đây là bóng đèn của bút thử điện. Các em quan sát hai đầu dây đèn của bóng đèn bút thử điện này nó không tiếp xúc với nhau. Và phía trong bóng đèn này chính là khí neon. Như vậy khi cho dòng điện chạy qua cái bóng đèn của bút thử điện này thì chất khí neon này sẽ phát sáng.
Dòng điện chạy qua chất khí trong bóng đèn của bức thử điện làm chất khí phát sáng. Đèn thứ hai đó chính là đèn diode phát quang, ta gọi đó là đèn led đó các em. Thì đèn led này các em quan sát nó có hai bảng kim loại. Đây gọi là bảng kim loại lớn, à bảng kim loại nhỏ. Và hai bảng kim loại này các em chú ý, bảng kim loại nhỏ đó là cực dương, bảng kim loại lớn là cực âm. Và khi mắc vào mạch điện thì chúng ta cần lưu ý là mắc bảng kim loại nhỏ, có nghĩa là mắc cực dương của đèn diode này về phía cực dương của nguồn điện, và cực âm của đèn diode này có nghĩa là bảng kim loại lớn đó các em, mắc về phía cực âm của nguồn điện. Bởi vì đèn diode này chỉ cho dòng điện đi qua theo một chiều nhất định và khi đó đèn mới sáng được. Đèn diode phát quang chỉ cho dòng điện đi qua theo một chiều nhất định và khi đó đèn sáng. Đây chúng ta quan sát lại cái bóng đèn dây tóc. Như vậy đối với bóng đèn dây tóc thì hiệu suất phát sáng của nó nhỏ các em, nó chỉ dưới 10% thôi. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là khi cho dòng điện đi qua bóng đèn dây tóc này thì cái lượng điện năng mà để chuyển thành năng lượng ánh sáng là dưới 10%. Các em quan sát, đây là đèn ống nè và đèn led. Đối với đèn ống và đèn led thì hiệu suất phát sáng lớn hơn đèn dây tóc từ 3 đến 5 lần. Như vậy, cùng một công suất chiếu sáng, sử dụng đèn ống, đèn led sẽ tiết kiệm điện năng hơn so với đèn dây tóc, và đồng thời nó giúp chúng ta giảm tác dụng nhiệt của dòng điện. Và để sử dụng tiết kiệm điện thì chúng ta nên lựa chọn các đồ dùng điện có công suất phù hợp và có hiệu suất cao. Chúng ta vận dụng dòng điện không gây ra tác dụng nhiệt trong các dụng cụ nào dưới đây khi chúng hoạt động bình thường? A. Bóng đèn bút thử điện. B. Đèn diode phát quang. C. Quạt điện. D. Đồng hồ dùng pin. E. Không có trường hợp nào. Vậy câu này đáp án chúng ta chọn đó chính là đáp án E đó các em, là không có trường hợp nào. Trong bốn trường hợp trên thì dòng điện đều gây ra tác dụng nhiệt hết. Chúng ta tìm hiểu sang bài 23. Tác dụng thứ ba, tác dụng từ của dòng điện. Các em quan sát, đây là gì các em? Đây là thanh nam châm. Thanh nam châm thì chúng ta thấy cái cực sơn màu đỏ là cực bắc hoặc là ghi chữ N. Cực sơn màu xanh là cực nam ghi chữ S. Thì nam châm thì chúng ta đã biết là nó có đặc tính hút sắt hoặc là thép. Và ở hai đầu từ cực của nam châm là các em, ở chỗ hai đầu từ cực của nam châm thì nó sẽ hút sắt hoặc thép mạnh nhất. Các em quan sát, khi cô đưa thanh nam châm này lại gần quả cầu sắt thì hiện tượng gì xảy ra nè? À, thanh nam châm sẽ hút quả cầu sắt. Rồi các em quan sát. Đây là một cái kim nam châm. Khi cô đưa cái thanh nam châm lại gần kim nam châm thì hiện tượng gì sẽ xảy ra? À, chúng ta thấy cực nam của thanh nam châm sẽ hút cực bắc của kim nam châm, làm cho kim nam châm quay. Qua hai thí nghiệm này chúng ta thấy nam châm nó là vật có tính chất từ. Bởi vì sao? Bởi vì nó có khả năng hút sắt thép hoặc làm quay kim nam châm.
Chúng ta tìm hiểu về Nam Châm Điện. Đây các em. Nam Châm Điện thì gồm có một sợi dây dẫn mảnh có vỏ cách điện được quấn nhiều vòng quanh một lõi sắt non. Sau đó cho dòng điện chạy qua thì cuộn dây này nó sẽ trở thành một nam châm điện. Bây giờ cô đưa một đầu của cái cuộn dây này lại gần các vật bằng sắt, thép, bằng đồng và bằng nhôm. Các em dự đoán xem khi cô đóng công tắc lại thì hiện tượng gì sẽ xảy ra? À, các em quan sát khi cô đóng công tắc lại. Sau khi cô đóng công tắc lại thì các em thấy là gì? Ngay lập tức cuộn dây này sẽ hút thanh sắt hoặc là thép. Mà cuộn dây này nó hút sắt thép thì chúng ta khẳng định cuộn dây này nó có từ tính. Hoặc là nam châm điện có tính chất từ. Các em quan sát tiếp theo. Cô đưa một đầu của cuộn dây lại gần một kim nam châm. Và các em dự đoán khi cô đóng công tắc thì hiện tượng gì xảy ra đối với kim nam châm? Cô đóng công tắc lại. Chúng ta thấy khi đóng công tắc thì kim nam châm bị một đầu của cuộn dây hút, làm cho kim nam châm quay. Từ đây chúng ta cũng khẳng định nam châm điện trong trường hợp này cũng có từ tính, nó có khả năng làm quay kim nam châm. Rồi các em hoàn thành, vào chỗ trống cho cô. Cuộn dây dẫn quấn quanh lõi sắt non có dòng điện chạy qua là nam châm điện. Nam châm điện có gì các em? Có tính chất từ vì nó có khả năng làm quay kim nam châm và hút các vật bằng sắt hoặc thép. Vậy chúng ta khẳng định là dòng điện nó có tác dụng từ. Đây là ứng dụng của tác dụng từ. À, người ta chế tạo ra nam châm điện để nâng những cái vật bằng sắt, bằng thép rất là nặng, nâng lên cao hoặc là di chuyển sang nơi khác. Rồi người ta ứng dụng tác dụng từ để tạo ra cái chuông điện nè, ứng dụng trong quạt điện nè, máy khoan và máy bơm nước. Các em quan sát. Đây là đường dây điện cao thế. Chúng ta đã biết dòng điện chạy qua cuộn dây dẫn thì nó sẽ gây ra tác dụng từ. Thì lúc này dây điện cao thế này nó sẽ gây ra một cái điện từ trường rất là mạnh. Và các vật được đặt trong điện từ trường mạnh này nó có thể bị nhiễm điện do hưởng ứng. Nếu như người dân sống gần đường dây điện cao thế thì sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều, ảnh hưởng đến việc tuần hoàn máu, gây căng thẳng, mệt mỏi, lâu ngày sẽ gây bệnh. Và để hạn chế cái tác hại này thì người ta thường xây cái đường dây điện cao thế ở xa khu dân cư. Rồi các em ghi bài vào. Dòng điện có tác dụng từ vì nó có thể làm quay kim nam châm.
Trong phần tác dụng từ này, phần chuông điện nó là phần đọc thêm, các em về nhà các em đọc thêm. Chúng ta tìm hiểu tác dụng thứ tư, đó chính là tác dụng hóa học. Các em quan sát mô hình 23.3. Trong hình 23.3 này, dụng cụ thí nghiệm gồm có nguồn điện, công tắc, bóng đèn và một cái bình điện phân. Thì cái bình điện phân này gồm có ở phía trong là dung dịch muối đồng sinh khoát và hai thỏi than. Chúng ta để ý hai thỏi than, ban đầu hai thỏi than này nó có màu đen nha các em. À, một cái nắp nhựa để đẩy cái bình điện phân này. Câu C5. Các em quan sát bóng đèn khi đóng công tắc và cho biết dung dịch muối đồng sinh khoát là chất dẫn điện hay chất cách điện. Bây giờ các em quan sát cô đóng công tắc lại. À, như vậy chúng ta thấy là bóng đèn sáng lên, mà đèn sáng lên chứng tỏ có dòng điện đi qua bóng đèn. Nên chúng ta khẳng định dung dịch muối đồng sinh khoát là chất chất dẫn điện. Các em qua câu C6. Thỏi than đối với cực âm lúc trước màu đen, sau vài phút thí nghiệm nó phủ một lớp màu gì? À, các em thấy nè, thỏi than bây giờ nó phủ một lớp màu. Màu gì đây các em? À, nó phủ một lớp màu, à, màu đồng. Màu đồng. Đó chính là lớp kim loại đồng đó các em. Lớp kim loại đồng này do đâu mà có? Chúng ta thấy dung dịch này chính là dung dịch muối đồng sinh khoát. Khi có dòng điện chạy qua thì kim loại đồng này sẽ tách ra khỏi dung dịch và bám vào thỏi than nối với cực âm của nguồn điện. À, các em lưu ý ha. Kim loại đồng sẽ tách ra khỏi dung dịch và bám vào thỏi than nối với cực âm của nguồn điện. Các em hoàn thành kết luận cho cô. Dòng điện đi qua dung dịch muối đồng làm cho thỏi than nối với cực âm phủ một lớp lớp đồng. Rồi các em ghi bài. Như vậy ta nói dòng điện nó có tác dụng hóa học trong trường hợp này ha. Chúng ta thấy việc sử dụng than đá, dầu mỏ, khí đốt và các hoạt động sản xuất công nghiệp tạo ra nhiều khí thải độc. Chất khí thải độc này chúng hòa tan trong nước tạo ra môi trường điện ly, khiến cho kim loại bị ăn mòn. Và để giảm tác hại này thì người ta cần bao bọc kim loại bằng chất chống ăn mòn hóa học. Thì cái tác dụng hóa học này nó sẽ có những ứng dụng như là trong việc mạ vàng nè, à, mạ cái huy chương vàng, à, trong thể thao nè, à, rồi mạ cái đồng hồ vàng hoặc là mạ bạc, à, rồi mạ đồng, đây là các huy chương đồng nè, rồi là cái bộ lư đồng nè, hoặc là à, người ta mạ kẽm, đây là cái máy nhà ton mạ kẽm. Đây là các ứng dụng của tác dụng hóa học của dòng điện. Rồi chúng ta tìm hiểu tác dụng thứ năm, đó là tác dụng sinh lý.
Đây, chúng ta quan sát hình. Nếu như chúng ta sơ ý để cái dòng điện có cường độ mạnh, đặc biệt là cái dòng điện mà ở gia đình của chúng ta đó, đó là dòng điện có cường độ rất là mạnh, có hiệu điện thế rất là lớn. Đi qua dòng điện đó đi qua cơ thể của chúng ta thì nó sẽ làm cho cơ co giật, ngạt thở, tê liệt thần kinh, tim ngừng đập và dẫn đến tử vong. Và đây là tác dụng sinh lý của dòng điện. Thì trong những trường hợp nếu như mà dòng điện có cường độ nhỏ thì người ta ứng dụng để chữa một số bệnh như là ứng dụng trong việc châm cứu điện nè. Thì trong việc châm cứu này thì các điện cực được nối với các huyệt và dòng điện làm cho các huyệt được kích thích hoạt động. Vậy các em lưu ý, đối với dòng điện gia đình, dòng điện trong trường học thì các em hết sức cẩn thận khi mà tiếp xúc. Chúng ta cần phải tránh bị điện giật bằng cách sử dụng các chất cách điện để cách ly dòng điện với cơ thể người. Và khi sử dụng thì chúng ta phải tuân thủ các quy tắc an toàn về điện. Thì quy tắc an toàn như thế nào thì ở các bài sau chúng ta sẽ học. Đây là tác dụng sinh lý của dòng điện. Vì dòng điện có tác dụng sinh lý khi đi qua cơ thể người và các động vật. Em ghi bài. Phần 4 la mã vận 4 la mã vận dụng. Câu C7. Vật nào dưới đây có tác dụng từ? A. Một pin còn mới đặt riêng trên bàn. B. Một mảnh ni lông đã được cọ sát mạnh. C. Một cuộn dây dẫn đang có dòng điện chạy qua. D. Một đoạn băng dính. Thì đáp án đúng của chúng ta chính là đáp án C. Một cuộn dây dẫn đang có dòng điện chạy qua. Nó chính là một nam châm điện, thì lúc này nó sẽ có tác dụng từ. Câu C8. Dòng điện không có tác dụng nào dưới đây? A. Làm tê liệt thần kinh. B. Làm quay kim nam châm. C. Làm nóng dây dẫn. D. Hút các vụn giấy. Đáp án chúng ta chọn là đáp án D. Đây là phần nội dung ghi bài của các em. Phần 1 la mã bài 22 thì chúng ta cần ghi là dòng điện đi qua mọi vật dẫn thông thường đều làm cho vật dẫn nóng lên. Nếu vật dẫn nóng lên tới nhiệt độ cao thì phát sáng. Phần 2 la mã thì các em tự đọc trong sách giáo khoa đó chính là tác dụng phát sáng của dòng điện. 3 la mã vận dụng. Rồi qua bài 23 thì chúng ta ghi một la mã là tác dụng từ. Dòng điện có tác dụng từ vì nó có thể làm quay kim nam châm. 2 la mã tác dụng hóa học. Dòng điện đi qua dung dịch muối đồng làm cho thỏi than nối với cực âm được phủ một lớp độc. Ba la mã tác dụng sinh lý. Dòng điện có tác dụng sinh lý khi đi qua cơ thể người và các động vật. À, đúng rồi, vận dụng. Nói tóm lại, dòng điện có mấy tác dụng các em? Dòng điện có 5 tác dụng, đó chính là tác dụng nhiệt, tác dụng phát sáng, tác dụng từ, tác dụng hóa học và tác dụng sinh lý. Rồi bây giờ cô cho các em một số thiết bị điện như là nồi cơm điện, chuông điện, châm cứu điện, đèn ống, quạt điện, máy khoan, bếp điện, mạ đồng, máy sấy tóc, mỏ hàn, ấm điện, bàn là điện, đèn led, mạ kẽm, máy bơm nước. Trong các thiết bị này,
Các em lựa chọn và sắp xếp vào các tác dụng tương ứng. Bây giờ chúng ta bắt đầu từ nồi cơm điện à. Như nồi cơm điện và dòng điện chạy qua là ứng dụng tác dụng gì đây các em? Tác dụng nhiệt. Chuông điện là tác dụng từ. Châm cứu điện là tác dụng sinh lý. Đèn là tác dụng phát sáng. Quạt là tác dụng từ. Máy khoan tác dụng từ. Bếp điện tác dụng nhiệt. Mạ đồng tác dụng hóa học. Máy sấy tóc tác dụng nhiệt. Mỏ hàn tác dụng nhiệt. Ấm điện tác dụng nhiệt. Bàn là điện cũng là tác dụng nhiệt. Đèn led, đèn là tác dụng phát sáng. Mạ kẽm tác dụng hóa học. Cuối cùng máy bơm nước là tác dụng từ. Bài tập về nhà. Về nhà các em giải bài tập trong vở quyển đề cương vật lý 7 học kỳ 2. Giải bài số 4 trang 12, bài 12 trang 13 và bài 15 trang 14. Và lưu ý các em giải vào vở bài tập. Đây nội dung của bài 4 trang 12. Bài 12 trang 13. Bài 15 trang 14. Dặn dò, các em học thuộc phần ghi nhớ, làm các bài tập theo yêu cầu và xem trước bài số 24 cường độ dòng điện. Tiết học hôm nay kết thúc. Cô chúc các em học tốt và hẹn gặp lại các em ở tiết học sau. Cô chào tạm biệt các em.